Khi mà nâng mũi Adeno thì 4 ngày mình sẽ tháo nẹp. Với trường hợp nếu bạn không quay lại phòng khám để tháo nẹp được thì mình sẽ được hướng dẫn cách tháo nẹp tại nhà. Thì mình sẽ được các bạn điều dưỡng Adeno tác một bộ dụng cụ bao gồm là nước muối và tăm bông. Thì ngoài ra bạn có thể chuẩn bị thêm gạt khô. Bước tiếp theo là mình sẽ dùng nước muối thấm vào một đầu tăm bông. Sau đó mình sẽ dùng đầu tăm bông này xoay nhẹ giữa vùng da và băng keo để mình tháo phần nẹp ra. Với lớp băng keo cuối cùng thì mình có thể dùng nước muối, sau đó mình thấm vào đầu tăm bông và đẩy nhẹ nhàng lên. Bước cuối cùng mình sẽ dùng gạt thấm nước muối, sau đó mình vệ sinh lại nhẹ nhàng trên vùng mũi. Mình có thể dùng tay để mình giữ một bên sống mũi và mình sẽ lau nhẹ nhàng bên còn lại. Trong quá trình tháo nẹp, nếu mình có bất kỳ băn khoăn nào, mình có thể liên hệ lên hotline của chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn. Ngoài ra, nếu được mình nên quay lại phòng khám Adeno sớm nhất để được các bác sĩ thăm khám cho mình yên tâm hơn nha. Adeno chuyên sâu nâng mũi,